Hello, xin giới thiệu đến tất cả anh em. Bên đây em tiếp tục về được ba con súc Kenwood. Dòng này dành cho ghép cho bộ đại A85 và A95. Và nói ba con này về cực kỳ đẹp nha anh em. Ba con súc này cực kỳ đẹp nha. Rồi em bán ba con này bán lô nha anh em. Em bán hết không bán lẻ nha. Tại em bán gì cho nó nhanh. Rồi anh em nào là thợ làm vào liên hệ em nha. Đây, Kenwood SW9, dòng này là 70W, hàng da băng. Con này trong đây nó là hai súc nha anh em, hai lô súc nằm trong nha. Anh em nào cửa hàng làm bên với dòng vàng đại Ken thì liên hệ em sớm. Ba con này rất đẹp. Em chiên dòng này em mới về lại, hàng rất là mới nha. Có mấy anh em nào lần trước mà lấy không được thì vui lòng liên hệ giùm em. Hàng ba con này về cực kỳ là mới. Hạn bán để nguyên bản nha anh em, chỉ bao lên nguồn thôi. Rồi đây, đây những cái thông số phía trước anh em, anh em nhìn xung quanh ở đây còn cực kỳ là mới luôn nha. Ba con này về quá đẹp. Rồi anh em nào cần thì alo em và hoặc là vào Zalo em. Và còn anh em nào muốn xem hàng lên mới hoài cái đăng ký kênh em, và em kết thúc video tại đây.